Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe chuyện Bản án trung thân, tác giả Lưu Phương Lan. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Con mùi đứng tây ngây, nhìn một cách say mê, theo dõi cuộc chơi vũ cầu giữa cậu Tấn và cô bạn gái quả cầu trông giống như hình con vụ Dưới đáy có hai đồng xu tròn Ở trên hình thể như một cái loa Có gắn vài cái lông chim xanh đỏ Hai người hai cái vợt Chạy qua chạy lại không biết mệt Và trái cầu cứ tung lên rơi xuống Bay qua bay lại Trông thật là đẹp mắt Hai người trông cũng đẹp đôi Cậu tấn cao lớn khỏe mạnh Nước da trắng trẻo dáng dấp thư sinh Hôm nay cậu diện một bộ đồ thể thao Quần short, áo pun trắng đi giày bố màu xanh, đeo kính gọng vàng trông thật là bành. Mùi chợt có ý nghĩ so sánh cậu tân cao sang quyền quý nọ với những chàng trai làng đen đùi, xấu xí ở dưới quê và nó kín đáo thở dài. Cô Loan, bạn gái của cậu Tấn, mới chừng hơn 20 tuổi, trông có vẻ dạn dĩ lắm. Cô son phấn rực rỡ, vẽ mắt xanh lè, đôi môi hồng mọng, nhưng mái tóc tém kiểu mới, cắt sát ra đầu, đã làm cô mất đi cái vẻ nữ tính. Cô mặc quần jean màu đỏ bó sát và áo hở cổ màu vàng. Cô chạy nhảy tung tăng dưới nắng. Tóc dính mồ hôi và mặt cô hồng lên dưới cây mũ rơm trông thật là đẹp. Cô đẹp một vẻ đẹp ngổ ngáo. Thật đáng tiếc, mùi nghĩ thầm. Giá cái miệng cô đừng mỏng quá và đôi mắt cô bớt sắc đi một tị. Có lẽ trông cô sẽ nhu mỉ hơn. Mùi đang chặt lưỡi tiếc xẻ thì bỗng chợt trái cầu vô tình rơi ngay chỗ nó đang đứng. Giật mình, mùi nhảy lùi lại để tránh nó còn đang lúng túng thì một chàng cười giòn giã nổi lên tiếng cười của cô Loan khói kia làm gì mà đứng ngây ra thế kia sao không lượm lên mùi vừa cúi xuống lượm trái cầu thì cậu tấn bương bà chạy tới đưa cho tôi cậu sớt quả cầu trên tay mùi nhưng vì mùi đang nắm chặt chưa kịp buông nên cậu phải rằng mãi mới giật ra được tay cậu chạm mạnh gần như nắm lấy tay mùi bàn tay cậu như có một luồng điện làm mùi rùng mình mặt nóng lên mắt nó chớp lia lịa và tay chân luống cuống trông thật tức cười. Mày sao vậy mùi? Làm gì mà mắt la mày lét như người ăn vụng thế kia? Cô Loan hỏi đùa. Hay là mày cũng muốn chơi? Dạ, dạ, tôi đâu dám. Mùi ấp úng. Thôi, đừng trêu nó nữa. Cậu Tấn nói với cô Loan rồi quay qua mùi. Mày vô nhà làm việc đi, kẻo lại bị ba giây. Mùi sực tỉnh, nó lầm lụi quay vào. Một chàng cười đuổi theo, Vui thật đấy, đúng là một con mán xá Kiếm ở đầu ra cái của nợ này vậy Đừng nói thế Cậu Tấn nói Nó trông quê mùa, nhưng làm việc siêng năng chăm chỉ Lại không có tính trộm cáp Thời buổi này không dễ gì tìm được Một người giúp việc như nó Mùi là một đứa thật thà hiền lành Mùi thấy mắt dạ đôi chút Ít ra cậu Tấn cũng không nghĩ xấu về mình Tuy nhiên nó không khỏi buồn sầu tự hỏi Vì sao thiên hạ thường có quan niệm cho rằng Hễ nghèo thì phải đi đôi với hèn Hệ cứ bần cùng thì sẽ sinh đạo tạc Chắc là phải có nguyên so Nhưng cũng tùy người chứ Đâu có thể chỉ vì một số ít người làm quấy Mà nghĩ xấu cho cả một tập thể Mùi xuất thân trong một gia đình Nghèo nhưng lương thiện Quê nó ở miền Nam Một thôn xám nghèo ở vùng ven biển Dân làng đa số đều sống bằng nghề trải lưới Cha Mùi làm việc trên một tàu đánh cá Ông là một ngư phủ Có nhiều kinh nghiệm Nên lợi nhuận kiếm được cũng khá Tuy không giàu có dư giả nhưng cũng đủ cho gia đình nó sống một cách thong thả. Thời đó chưa có chiến tranh, mọi người đều sống trong ấm no thanh bình. Tuổi nhỏ, mùi cũng được cấp sách đến trường, nhưng mới học hết lớp 3 trường làng, thì mùi phải nghỉ học để ở nhà trông em. Cha nó đi biển, thường xuyên vắng nhà. Mùi là lớn nhất, nên phải giúp mẹ quán xuyến việc nhà, để mẹ nó đi buôn bán lạt vặt, kiếm tiền phụ thêm vào lợi tức của gia đình. Mùi giống cha nhiều hơn giống mẹ, Khuôn mặt nó không có gì đặc sắc Nhưng có những nét thanh tú ưa nhìn Và đặc biệt Mùi có cặp mắt rất lẳng Rất quyến rũ Một lần có người bạn của cha nó làm người tướng số đến chơi Ông xem tướng cho nó và nói rằng Con bé này hiền lành Đảm đang Gia đình có thể nhờ cậy Mai sau lớn lên sẽ xinh đẹp Nhưng cái số long đong Vất vả về đường tình duyên Suốt đời sẽ phải sống cô đơn Cặp mắt này là tướng tinh Oan oan nghiệp chướng di lụy đến mấy đời con cháu về sau. Phải cô giữ cho nó không được rời xa quê cha đất tổ, may ra mới có thể cải số được. Nếu không thì họa sẽ đến, không biết đâu mà lường trước được. Mới thoạt nghe, mọi người đều lo sợ, nhưng thật ra cũng không tin lắm. Thế rồi lâu dần, họ cũng quên mất. Năm mùi lên 11 tuổi, thì cha nó chết trong một lần đi biển gặp bão, tàu bị lật, mọi người trên tàu đều bị sóng cuốn, chỉ cứu thoát được có vài người. Trong số những người may mắn đó không có cha nó. Gia đình Mùi gặp cảnh khốn, cùng từ đấy, một mình mẹ nó buôn gánh bán bưng cực khổ, nhưng cũng không nuôi nổi bảy con năm đứa, nên Mùi phải đi ở đợ từ năm mới lên 12 tuổi. Thoạt đầu, Mùi đi làm công cho gia đình ông chủ tàu đánh cá, người ở cùng tỉnh. Ông thương hoàn cảnh gia đình của Mùi nên mướn nó để giữ em. Thấy nó thật thà hiền hậu, ông thương lắm, nên khi em lớn, không cần người bế nữa thì ông giới thiệu nó cho một người bạn thân, nhà ở tận Sài Gòn, và mùi đã theo lên đấy vì người ta trả công cao gấp đôi các nơi khác. thuở đó, mùi còn là một con bé đen đùi, gầy nhom, tuổi mới 14. Người ta mướn nó để làm những việc lặt vặt và phụ bếp. Sau này, khi bà bếp thôi việc, mùi phải kiêm luôn nhiệm vụ nấu ăn cho cả nhà. Lúc này mùi đã 16 tuổi, cái tuổi dậy thì đầy sức sống, tuy chỉ được ăn cơm thừa canh cạn, lại phải làm việc vất vả, nhưng được ở trong mát da mùi nhà nắng trở thành màu nâu hồng mặn mà tóc nó cũng không còn khô cháy và trở nên bóng mướt con mùi quả đã lột xác biến thành một cô thiếu nữ mơn mởn xuân thì ngoài cái dáng dấp quê mùa nhút nhát mùi có những nét ngây thơ duyên dáng tự nhiên đặc biệt cặp mắt nó đen lay láy long lanh ướt át trông rất quyến rũ và cái miệng cười thật tươi với đôi má núm đồng tiền mùi làm việc rất khỏe Bà chủ tham công tiếc việc Bắt nó làm không hở tay Tính tình bà lại cay nghiệt Hơi một tí là mắng chửi Cô con gái lớn cũng hùa theo mẹ Hành tỏi nó đủ thứ Nội nhà chỉ có cậu Tấn là tử tế nhất Ông bà thông lợi làm người thầu khoán Rất giàu có và chỉ có hai người con Cô Ngọc Năm nay đã 28 tuổi Chưa có chồng Tính nết khó khăn Cao có giống y như mẹ Cậu Tấn thua chị 2 tuổi Đang học luật cậu học không giỏi thì mãi 4 năm mới đậu được cái tú tài. Cả nhà vui mừng, mở tiệc ăn khao rất lớn. Gia đình cậu mấy đời chỉ chuyên về kinh doanh, giàu có về tiền bạc, nhưng không có ai học cao. Sự việc có con học đại học làm cha mẹ cậu hãnh diện lắm, cậu lại càng được nuông chiều, muốn gì được nấy. Cậu tấn học hành tà tà, nhà có của, cần chi phải vội vã. Cái mác sinh viên chỉ để cho cậu lấy le với bạn gái. Cậu chỉ thích đàn đúng bạn bè, Tới lui nay phòng trà, mai vũ trường. Tuy cậu là người ăn chơi hoang đàng, nhưng tính tình rộng rãi. Đối với kẻ ăn người ở trong nhà, cậu hay cho tiền và ít khi kiếm chuyện la dày, mắng mỏ. Trái lại, đôi khi cậu còn bênh vực người làm mỗi khi họ bị dày oan. Có lần ủi áo cho bà chủ, mùi vô ý làm cháy một mảng to bằng bàn tay. Thế là một trận đòn như mưa phủ lên người nó. Bà chủ một tay nắm tóc, tay kia cầm cây chổi lông gà quất lia lịa vào người nó, bất kể đầu cổ, mặt mũi, chân tay. Đau quá, mùi kêu khóc ẩm ý. Cô Ngọc đứng xem, đã không can thì chớ, lại còn nói như đổ thêm dầu vào lửa. Cái áo đẹp nhất của mẹ bị tiêu rồi, chủ nhật này lấy gì mặc để đi ăn cưới? Bà chủ nghe thấy thế thì tiếc của, nên càng điên tiết thêm, lại vang mùi như bừa cùi. May sao cậu Tấn từ nhà trên chạy xuống can thiệp. Mẹ cho con xin, có chuyện gì cũng từ từ rồi sẽ giải quyết. Con không muốn nghe thấy những tiếng quát tháo đánh đập, cùng tiếng la khóc ở trong nhà mình. Con đang cần yên tĩnh để học bài. Và cậu ghé tai mẹ nói nhỏ. Mẹ đánh cả lên đầu lên cổ nó thế kia, Rủi chúng chỗ phạm, nó chết là ở tù đó. Có lẽ cũng hơi sợ trước lời dọa dạ nạt của con, bà thông lợi ngưng tay, vừa nói vừa thở hồn hền. Con xem, cái áo mới mày của mẹ, chưa mặc lần nào, bị nó làm cháy mất rồi, cái con đoảng hậu Làm việc gì cũng chẳng nên thân Nó nói nó đang ủi thì phải chạy lên nhà trên để cậu sai biểu Cái con này điêu ngoa lắm Ai mà tin được Mùi hoàng hồn Nhìn cậu chủ với một vẻ sợ sệt Nhưng ngạc nhiên biết bao Cậu tấn điểm nhiên gật đầu Nó nói không sai đâu Con đánh bể cái ly Miếng thủy tinh văng tung tóe Con biểu nó phải quét dọn ngay Kẻo con dẫm phải Mùi thở vào nhẹ nhõm Nhìn cậu tấn bằng cặp mắt biết ơn Cậu Tấn khẽ liếc nhìn nó, kín đáo mỉm cười, rồi mới lặng lẽ bỏ đi lên lầu. Bà chủ quăng cây chổi lông gà, nhìn mùi gườm gườm. Trước khi đi mày phải rút dây điện ra chứ, ai lại để nguyên bàn ủi trên áo mà bỏ đi? Đổ ngu như con bò, mày phải đền, tao sẽ trừ của mày hai tháng lương, thức cút đi. Mùi đưa tay áo quẹt nước mắt, lùi thủi đi xuống bếp, vừa đi vừa khóc. Những vê soi làm nó đau sát, nhưng nó không đau bằng phải trừ hai tháng tiền công. Nhà Mùi nghèo lắm, mẹ nó đã lấy trước 3 năm tiền lương của nó. Như thế là Mùi sẽ phải ở thêm 2 tháng nữa để trừ nợ. Mỗi lần đánh đổ, đánh vỡ, làm hư hao đổ đạc, Mùi lại phải đền. Và cái ngày mãn hạn rào kèo lại dài thêm xa. Mùi chỉ mong thời gian qua đi, có thể đem đến những thay đổi mới. Các em nó rồi sẽ khôn lớn, không còn là gánh nặng của mẹ nó. Còn Mùi, thoát kiếp tôi đòi, Mùi sẽ về quê, lấy chồng làm người đi biển. Đối nghiệp cha ông, sống một cuộc đời tuy nghèo nhưng tự do phóng khoáng, không phải hầu hạ người có tiền và nghe chửi mắng, không phải cúi đầu nghe mệnh lệnh. Giấc mơ của Mùi chỉ đơn giản có thế, và Mùi mong mỏi cái ngày ấy mau tới. Nhưng thời gian dường như đi chậm quá, còn tới gần 2 năm nữa. Mùi thở dài, mặt buồn rười rượi. Nó nhớ nhà, nhớ những chiều nhạt nắng trên quê nghèo. Chiều hôm đó, Mùi vào phòng cậu Tấn lấy quần áo dơ đem đi giặt cậu đang ngồi đọc sách, thấy mùi vô, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét buồn trên đôi mắt trong suốt của nó. Cậu hỏi, mùi có đau không? Mai quá, nếu tôi không có nhà, thì mùi còn bị đòn nhiều hơn nữa. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Thật ra chỉ tại tôi để bàn ủi nóng quá, nhưng tôi sợ bà nên đã nói dối. Không sao cả, tôi cũng đã nói dối để bênh vực mùi. Làm gì được cho mùi thì tôi sẽ làm ngay. Mùi đừng buồn nữa, tôi sẽ đền lại cho mùi hai tháng lương mẹ tôi trừ của cô. Nói xong cậu mở ví, đếm đủ số tiền 800 đồng đưa cho mùi. Này, cầm lấy. Cậu cầm sấp tiền dối vào túi áo mùi. Vô tình hay cố ý, cậu để bàn tay cậu trong túi áo mùi hơi lâu. Mùi còn đang bàng hoàng, thì cậu đi vòng ra sau, vỗ nhẹ vai mùi mà cười. Cất tiền đi, nhớ giấu cho kỹ cả mọi người thấy. Mùi nổi gai ốc, cậu chủ đứng sát nó quá, Người cậu gần như chạm vào người nó Mùi có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào Quyện lẫn mùi mồ hôi toát ra từ người cậu Và hơi thở của cậu thơm mùi thuốc lá Lần đầu tiên được ngửi hơi hướng đàn ông Mùi cảm thấy sao xuyến lạ lùng Người nó run lên Và tim nó đập hỗn loạn Mùi nửa muốn bỏ chạy nửa lại không Sau cùng nó đứng yên Không dám nhìn cậu tấn Nó cúi gằm mặt xuống Nó lý nhí trong miệng Tôi không dám lên đâu Bà biết được thì chết cậu tấn nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì mắc cỡ của con mùi mỉm cười đừng lo không ai nói cả làm sao bà biết đừng kể với ai nghe chưa cậu không dặn tôi cũng đâu dám nói bà biết bà đuổi tôi liền hiểu được như vậy thì tốt mùi phải hứa sẽ giữ kín chuyện này không được tiết lộ cho bất cứ ai chuyện riêng giữa mùi và tôi chỉ hai ta biết với nhau mà thôi mùi đồng ý chứ Dạ tôi hứa sẽ giữ kín bí mật này thốt xong mùi hết hồn nó có cảm tưởng như nó đang là đồng lõa với cậu tấn trong một âm mưu mờ ám và nó bứt rứt lắm mùi mân mê sắp tiền ngập ngừng nói thật tình tôi rất cảm ơn cậu nhưng không nhưng gì cả cậu tấn vội vã xua tay có gì đâu mà phải đán đo mùi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa chẳng qua tại tôi thương hoàn cảnh của mùi nên muốn giúp đỡ chút đỉnh vậy thôi có đáng là bao mùi yên tâm đi Thôi bây giờ mùi nên ra khỏi đây ngay Kẻo thấy mùi vào phòng tôi lâu quá Mọi người lại nghi ngờ Để dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện Còn thiếu gì dịp Cảm ơn cậu Cậu thật là tử tế Mùi nói một cách thành thật Trong lòng nó rất cảm động Ừ thôi ra đi Mùi vơ vội đóng quần áo dơ Và bước nhanh ra cửa Cậu tấn nhìn theo thân hình nở nang của cô gái Đang tuổi dậy thì Mỉm một nụ cười thích thú Là một người khôn ngoan Cậu thấu hiểu lòng dạ của cô gái quê ngây thơ Hiền lành và dễ tin này Không nên làm cho nó sợ vội Phải biết dừng lại đúng lúc Từng bước một Cậu muốn chinh phục tình cảm của nó trước đã Vì cậu muốn nó tự nguyện hiến dâng Chứ không muốn cưỡng đoạt Mùi bê chậu quần áo ra sân Vừa giặt vừa nghĩ ngợi mông lung Hôm nay là một ngày có quá nhiều biến cố Mùi nhanh chóng quên đi trận đòn hồi sáng Đòn bọng đối với nó là chuyện thường xuyên Mùi chỉ nhớ đến câu chuyện Ở trong phòng cậu Tấn lúc nãy mùi đưa tay xoa nhẹ bờ vai bàn tay của cậu tấn đặt trên chỗ đó dường như còn ấm và đôi mắt đa tình của cậu nhìn nó như thôi miên làm nó nhột nhạt cả người thường ngày theo chúng bạn đi gánh nước ở phong tên lắng nghe chúng nó kháo nhau chuyện trai gái mùi thấy người dạo rực và đêm thường nằm mơ mùi mơ có người yêu là một chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai nói năng dịu sàng tia nhìn say đắm như mùi giật mình chàng trai trong mộng của nó sao giống cậu tấn quá Nghĩ cũng phải Trung quanh nó đâu có ai ngoài bác tài xế đã luống tuổi Cậu hớt tóc ngoài đầu hẻm vừa mập vừa lùn Anh chàng bán nước mía cặp mắt lúc nào cũng lấm la lấm lét Và thằng cha làm vườn bên hàng xóm Cái anh chàng vai u thịt bắp Mặt mày rớt lấc Mỗi khi gặp mùi đi ngang Thường nhìn nó thiếu điều muốn rớt con mắt Và buông những lời chọc gạo thô lỗ Khiến nó phải bỏ chạy Sao bì được với cậu Tấn Một chàng trai lịch sự Ăn nói mềm mỏng có duyên tính tình lại rộng rãi hào phóng. Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng cậu thường dấm dúi cho tiền mùi để ăn quà. Cậu khéo nói lắm. Mùi tuy không muốn nhưng cũng không thể từ chối được. Cậu còn muốn cho tiền để mùi may áo mới. Nhưng sợ bị lộ, cậu nói với bà chủ. Chó gầy hổ mặt người nuôi, đừng để nó rách dưới quá. Thiên hạ cười nhà mình hà tiện. Bà thông lợi cho là phải. Và bà soạn mấy cái quần áo cũ và chật của cô Ngọc đem cho mùi đó là những cái áo đẹp đầu tiên trong đời mùi Mân mê làn vải lụa mềm màu hồng Có in bông trắng Chưa bao giờ mùi thấy sung sương đến thế Biết đó là công ơn của cậu Tấn Mùi càng cảm động Lần đầu tiên mặc thử áo mới Cũ người nhưng mới ta Mùi len lén lên nhà trên soi gương Và ngạc nhiên thấy mình đẹp hẳn ra Mùi vuốt lại mái tóc Nghiêng đầu làm duyên Và cười với mình trong gương Nó bỗng giật mình đánh thót Khi thấy cậu Tấn bất chặt đi ngang như người bị bắt quả tang đang ăn vụng mùi đỏ mặt lúng túng trong khi cậu tấn đứng ngây người nghiêng đầu ngắm nghía và mỉm cười bữa nay trông mùi đẹp lắm ngò trước ngó sau không thấy ai cậu hôn vội lên má nó thì thầm tôi thương mùi mùi biết không mùi dùng mình lính quính suýt đánh đổ bình bông vừa mới thay nước may sao cậu tấn đứng ngay đó chụp lại được cậu chụp luôn tay mùi giữ chặt mùi còn đang sửng sốt chưa kịp có phản ứng thì chợt có tiếng quát từ trên lầu vọng xuống. Mùi ơi! Sao lâu thế? Cái con chết tiệt này mỗi khi sai việc gì là cứ biến mất. Thật đúng là đồ vô tích sự. Bà thông lời lẹp kẹp đi xuống. Mùi sợ hãi vội sửa lại mấy cảnh hoa cho ngay ngắn. Dạ, thưa bà, xong rồi đấy ạ. Cậu Tấn đang nhò mắt cười tình, vội vã làm mặt nghiêm quay đi, làm như không để ý đến việc gì hết. Cậu cua tờ báo đem vào phòng riêng. Mùi vừa lau bàn ghế vừa nghĩ ngợi Sự việc xảy ra quá bất ngờ Làm nó vừa sợ hãi vừa sao xuyến Lần đầu tiên được hôn Cảm giác đê mê còn nóng bỏng một bên má Đã nhiều lần mùi nhìn trộm cậu tấn hôn Và làm những cử chỉ mơn trớn với cô Loan Khiến nó dạo dược cả người Bây giờ cậu lại làm như vậy với nó Mùi thở dài Người ta quyền thế Cao sang mới xứng với cậu chủ Còn nó thân phận thấp hèn Chỉ là một đứa đầy tớ Không, Mùi không dám so bì với cô Loan Và cũng không dám có tham vọng chi hết Nó chỉ không biết làm cách nào Để ngăn cậu Tấn đừng tiến tới Chiều hôm đó Mùi vào vòng cậu Tấn để dọn dẹp Nhìn vẻ mặt dầu dĩ của nó cậu hỏi Mùi sao vậy Chuyện gì là mùi buồn thế Cậu đã có cô Loan rồi Sao cậu còn làm vậy với tôi Thì ra mùi ghen à Cậu Tấn mỉm cười Mắt sáng lên vẻ đắc ý Vậy là mùi cũng yêu tôi Tôi đâu dám và cũng không muốn vậy, đó là một điều tội lỗi. Yêu nhau thì có chi là tội lỗi? Trời sinh ra đàn ông đàn bà là để yêu nhau, trên trái đất này vạn vật đều có âm có dương, cây ra trái là do sự kết hợp của phấn và nhụy hoa, ngay cả chim chóc cũng có đôi có cặp, động vật cây cỏ còn biết yêu đương, huống chi con người. Tôi, tôi thương Mùi lắm, thương từ lâu rồi Mùi biết không? Cậu thương tôi mà không đi đến đâu cả thì tốt hơn cậu nên để tôi yên. Cậu sắp cưới vợ rồi. Kệ, cưới hay chưa cưới thì có gì khác đâu. Còn thương mùi thì lúc nào tôi cũng thương. Nói xong cậu ôm ghi lấy mùi, vuốt nhẹ lên ngực nó, khiến mùi run lên, co rúm người lại. Nhưng rồi cậu buông ra ngay. Mùi hoàng sợ, ủ té chạy ra ngoài. Nó tự nhủ phải luôn luôn để cao cảnh sát. Thế mà không hiểu tại sao, như có một ma lực xui khiến mùi không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của cậu tấn nó không tài nào thoát ra khỏi cái bẫy mà cậu đã sang là một tay chơi sành sỏi cậu thừa hiểu những rung động xác thịt của người con gái đang tuổi dậy thì từng chút từng chút một cậu tìm cách khơi dậy dục tình của cô gái quê ngây thơ sại khờ này cậu không cần vội vã trước sau gì con mồi cũng sẽ lọt vào tay cậu cậu chỉ còn chờ thời cơ khi đã chín mùi và thời cơ đó đã tới một lần vào dịp Tết Cả nhà đi lễ chùa Cậu Tấn giả vờ kêu nhức đầu nên không đi Cậu chờ mọi người đi khỏi hết Mới xuống nhà bếp Nơi mùi đang lùi húi nấu cơm Mùi ơi Lên cho tôi nhỏ tí Khi mùi đã vào phòng cậu rồi Cậu mới nói giọng bí mật Lại đây tôi cho xem cái này hay lắm Và cậu mở máy truyền hình Trên màn ảnh hiện ra cảnh Một đôi trai gái đang làm tình Yêu nhau là thế đấy Mùi hiểu chưa Mùi đỏ mặt lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh sống sượng tim nó đập như trống làng nó nhắm mắt lại không dám nhìn đoạn phim đang đến hồi gai cấn qua phút bối rối chợt ý thức được tình trạng hiểm nguy của mình mùi sợ hãi vùng chạy ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi cậu tấn đã đứng chắn ngay nơi cửa bất thình lình cậu ôm ghì lấy nó siết chặt môi cậu gắn lên môi nó mắt cậu dại đi mùi thò hồn hền cố gỡ khỏi tay cậu tấn nhưng không được cậu vùi đầu vào ngực nó làm những cử chỉ khiêu khích khiến mùi có rúm lại cả người nó rung lên mặt nó nóng bừng như đang lên cơn sốt những hình ảnh xuồng xã kích thích nó mãnh liệt mùi gần như ngạt thở khi cậu tấn đè nó xuống mùi đã nằm yên không chống cự trong một lát mùi đã quên thân phận tôi đòi của nó khi cậu tấn hôn lên đôi mắt nó thì thầm em đẹp lắm mùi ạ à. tiếng em cậu thốt xa mới dịu dàng làm sao mùi cảm động chưa ai nói với nó bằng một giọng ngọt ngào đến thế kể cả mẹ nó mùi tưởng như đang sống trong mơ một giấc mơ thật lạ lùng ý thức được đây là sự thật mùi bỗng bật lên khóc thút thít cậu đừng bỏ tôi nhé em cứ ngoan ngoãn thế này làm sao tôi bỏ em được nhưng đừng nói cho ai nghe chuyện này nghe không tôi không nói đâu nhưng tôi sợ lắm rủi có thai thì làm thế nào hả cậu đâu có dễ dàng như vậy Người ta lấy nhau có khi cả giam 7 năm rồi mới có co con Cậu Tuấn nói làng Tôi sợ chuyện đổ bể ra Ông bà biết được Chỉ có cách chết Bởi vậy tôi mới nói em giữ bí mật Thôi đừng lo xa chi cho mệt Bây giờ mùi ngồi dậy đi Sửa lại quần áo tóc tai rồi hãy ra Nhanh lên kẻo mọi người sắp về tới rồi Mùi lùm cùm ngồi dậy Cảm thấy đau sát Nó ủi oải mặc quần áo vuốt lại mái tóc rối bù Mùi xuống bếp ngồi khóc một hồi Rồi lấy giá đi vo gạo Từ đó Mùi và cậu Tấn thỉnh thoảng lại lén lút gặp nhau Khi thì ở trong phòng cậu Tấn Khi thì ở nhà bếp Nơi mùi nằm ngủ Thời gian qua Cậu Tấn thi đậu ra làm luật sư Và 6 tháng sau thì cưới vợ Từ dạo sau đám cưới Có cô vợ trẻ kề kề một bên Cậu Tấn không còn cơ hội nào đến với mùi được nữa Mùi buồn lắm Cậu Tấn không ngó ngàng đã đành nhưng mùi có cảm tưởng như cậu đang cố tình lẩn tránh nó. Hàng ngày gặp nhau trong những bữa ăn, mùi phải hầu cơm, mùi chờ đợi hoài một ánh mắt của cậu, nhưng cậu vẫn làm ngơ. Một lần, thừa cơ hội vắng vẻ không có ai, mùi lại gần cậu chủ, nó vừa mở miệng gọi nho nhỏ. Cậu, cậu, tức thì cậu tấn quay ngay lại, trừng mắt gắt khẽ. Đi đi, đi chỗ khác đi, mợ chồng thấy thì chết cả nốt bây giờ. Gắt xong, không để cho mùi kịp nói lời nào cậu xây lưng đi thẳng mùi tủi thân rơm rớm nước mắt lặng lẽ bỏ xuống nhà bếp nó biết mình dại dột thì đã trễ rồi mấy tháng nay mùi thấy trong người thay đổi khác lạ mệt mỏi hay buồn nôn và kinh nguyệt đã trễ mấy kỳ rồi ý nghĩ có thai làm mùi sợ hãi bằng mọi cách mùi phải báo tin cho cậu biết mùi đón đường cậu tấn từ ngoài ngõ khi cậu đi làm về vừa thấy mặt nó cậu cau mày gắt sao liều thế đón đường đón chợ như thế này còn ra thể thống gì nữa ai cho phép mày làm vậy khi giận hoặc trước mặt mọi người cậu vẫn gọi nó bằng mày tiếng em êm dịu ngày xưa không bao giờ cậu dùng tới nữa mùi cúi đầu buồn bã tôi có thai rồi cậu ơi cậu tấn giật nảy người mặt tái như gà bị cắt tiết đang đi cậu đứng phát ngay lại có chắc không làm sao mày biết tôi bạt kinh đã ba tháng nay cậu tấn tần ngần một lúc rồi thở ra tôi sẽ cho tiền mùi phá thai đừng cậu làm thế phải tội nó là con của cậu mà nhưng còn có cách nào khác đâu chỉ cần cậu đưa tôi ra khỏi nhà này kiếm thuê cho tôi một căn nhà nhỏ ở trong một xóm bình dân nào đó mỗi tháng cậu sẽ cấp cho tôi vài ngàn để tôi nuôi con có được không cậu tôi làm gì có tiền mà làm vậy cũng không ổn đâu trước sau thế nào cũng lộ cậu cúi đầu nghĩ ngợi và lại tiếp tục đếm bước. Thôi, để từ từ tôi sẽ tính. Xưa này cậu Tấn vốn là một kẻ lắm mưu nhiều kế. Xong lần này cậu nghĩ mãi mà cũng không tìm ra một giải pháp nào cả. Cậu đâu dám công khai thừa nhận đứa con của mùi. Lại cũng không dám thuê cho mùi ở riêng. Một việc tài trời như thế làm sao giống nhẹm được mãi. Nếu việc đổ bể xa, hậu quả sẽ không biết thế nào mà lường. Cậu đang sống nhờ thế lực của gia đình bên vợ. Địa vị của cậu bây giờ là do cha vợ cậu cất nhắc ngay cả công việc làm ăn của cha cậu nữa ông là một nhà thầu khoán làm ăn phát đạt trúng nhiều mối thầu lớn tất cả đều nhờ vào uy tín của bên thông xa tức là cha mẹ vợ của cậu cậu đâu có thể hy sinh tất cả ngần ấy thứ để đánh đổi lấy một đứa con rơi còn danh dự của gia đình nữa chứ một công tử con nhà danh xá đâu có thể lấy một đứa đẩy tớ cậu chỉ muốn chơi qua đường mà thôi ai già lại gặp rắc rối phiền quá Cậu Tấn suy đi tính lại mãi Cũng không tìm ra lối thoát Trong khi đó thì bụng mùi cứ lớn sần Một hôm khi đưa tiền cho mùi đi chợ Bà thông lợi cho để ý Đến cái áo rộng thùng thình mùi đang mặc Hình như có cái gì hơi khác lạ Thường ngày Mùi hay mặc áo bà ba may vừa với người Sao bây giờ lại đổi kiểu áo Chắc là để che giấu cái bụng đã phình ra Khi mùi quay lưng Bà nhìn theo dáng đi ị ạch của nó Và rụng rời Còn mùi có chữa thiệt rồi Cơn giận nổi lên Nó cả gan làm cái chuyện đổi bại đó à Ngay ở trong nhà bà Nhưng mà với ai Nhất định bà sẽ phải truy cho xa Thoạt đầu bà nghĩ có lẽ nó lăng nhăng với người ở bên ngoài Nhưng rồi bà lại gạt ngay kỳ ý đó Khi bà nhớ tới thái độ hơi khác thường của cậu Tấn Mấy lúc gần đây Dường như cậu có chuyện gì lo nghĩ Hỏi thì cậu nói là vì công việc ở tòa án Có vài vụ rắc rối khó xử Nhưng bà biết chắc là cậu đã nói dối Dần dần bà nhớ lại tất cả Thời gian trước đây Cậu Tấn thường tỏ ra bao che cho mùi Thái độ không được tự nhiên Hay là Bà dùng mình Nỗi nghi ngờ làm bà bứt rứt khó chịu Bà không biết phải nên hành động như thế nào Sau cùng Bà nghĩ nên hỏi ý kiến chồng Có người chia sẻ nỗi lo Dù sao cũng vẫn hơn Sau đó họ sẽ quyết định số phận của mùi lặng lẽ bà mặc áo Đi đến văn phòng làm việc của ông Ông này bà nói hình như con mùi nó có chửa mà tôi nghi thằng tấn nhà mình là thủ phạm ông thông lợi giật nảy mình như bị điện giật bà có chắc không dựa vào đâu bà lại nói thế tôi chỉ đoán thôi nhưng chắc không sai đâu cử chỉ của hai đứa lạ lắm con mùi buồn rầu rầu còn thằng tấn thì lo ra mặt tôi chỉ e vợ nó rồi cũng sẽ biết nếu vậy nguy quá làm sao ăn nói với thông xa mình phải ém nhẹm chuyện này ngay tức khác bằng cách nào bây giờ? Ông thông lợi bóp chán suy nghĩ một hồi rồi mới bày mưu. Bà cứ giả vờ như không biết gì cả, rồi tìm một cớ nào đó đuổi nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Ý kiến hay lắm. Thôi được rồi, ông yên tâm, mọi việc cứ để tôi sắp xếp. Hừ, cái còn khốn nạn, không biết thân biết phận, đũa mốc lại chỏi mâm son, đổ mất nét, đừng hòng phá hoại gia cang nhà bà. Bà đổ hết tội lỗi lên đầu mùi mà không hề đả động đến cậu con cưng. Và bà cũng chẳng quan tâm đến đứa con trong bụng mùi Chính là huyết thống của gia đình nhà bà Đêm hôm đó bà nằm suy nghĩ Thật cũng chẳng khó khăn gì lắm Khi tính kế để đưa mùi vào chồng Hôm sau Bà và cô Ngọc rời nhà từ sáng sớm Nói là đi thu hụi Bà cố tình để quên sâu chìa khóa cái tủ đựng tiền Thật là một cơ hội may mắn Hôm nay cô con dâu bà cũng không có nhà Cô xin phép về thăm cha mẹ từ chiều hôm trước Hẹn ngày mai mới lên Bà dặn mùi nấu cơm trễ một chút vì bà đi đến chiều mới về mùi vâng dạ ra khóa cổng rồi đi ngay xuống bếp ngồi lặt sau trong phòng riêng cậu tấn đang ôm đầu nghĩ ngợi việc cấp bách lắm rồi bụng mùi mỗi ngày mỗi lớn không thể cứ lần nữa mãi cậu sẽ phải bàn với mùi nếu cả hai không đồng tâm nhất trí thì việc gì xảy ra khó mà đoán trước hôm nay trong nhà vắng vẻ cả nhà đều đi vắng hết chỉ còn mùi đang lui cui nấu nướng ở dưới bếp thật là một dịp may hiếm có nghĩ vậy cậu đi ngay xuống lầu đi ngang qua phòng của cha mẹ nhìn thấy cánh cửa mở toang cậu đưa tay khép lại chật giật mình nhìn thấy sâu chìa khóa còn cắm trong ổ khóa của cái tủ đựng tiền thỉnh thoảng mẹ cậu vẫn thường hay bỏ quên chìa khóa nhưng chẳng ai để ý cho đến khi bà nhớ ra và khóa lại chẳng bao giờ mất mát nhưng hôm nay thì khác hôm nay cậu tấn đang rất cần tiền cậu cần một số tiền lớn mà mấy tuần nay cậu suy nghĩ mãi không biết kiếm ở đâu xa nhìn cái tủ không khóa một ý nghĩ chợt đến làm mắt cậu sáng lên. Cậu lèn thật nhanh vào phòng. Vài phút sau trở ra, cậu đi ngay xuống bếp. Mùi à, chuyện mùi mang thai có lẽ mẹ tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi sợ mai mốt vợ tôi cũng biết và sẽ làm to chuyện. Nguy lắm, mùi cần rời khỏi nơi này ngay. Tôi cho mùi 50.000 đồng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho mùi. Mùi cầm số tiền này và đi xa. Càng xa càng tốt. Đừng tìm cách liên lạc với tôi nữa. Xanh đẻ xong, mùi có thể sống thong thả trong vài năm rồi sau đó tự lo liệu mà tính kế nuôi con tôi biết đi đâu bây giờ mùi khóc dòng đi đâu tùy mùi nhưng phải đi ngay hôm nay cậu nhìn dáng vẻ tiều tụy của mùi có vẻ hơi áy náy xin mùi thông cảm cho tôi tôi không thể làm khác hơn được nghĩ ngợi làm sao cậu bỗng tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đưa cho mùi sợi dây vàng có mặt hình chữ t trông giống như một cây thánh xá mùi cầm lấy món đồ trang sức này coi như là một kỷ vật của tôi. Thôi bây giờ Mùi đi đi, đi ngay đi kẻo không kịp nữa. Đừng trần chờ nguy hiểm lắm, mọi người về tới là hỏng việc, sẽ không còn dịp nào khác nữa đâu. Cậu Tần nói xong, quay quả bỏ lên nhà trên, không dám đương đầu với cặp mắt oán hận của mùi đang nhìn theo. Cậu trốn biệt trong phòng, không nhìn thấy lúc mùi ra đi. Mùi khóc một hồi, rồi lặng lặng đứng lên, thu xếp mấy bộ quần áo cũ, cho vào một cái bị, nó lùi thổi bước ra khỏi nhà ngơ ngác bơ vơ giữa chợ đời, không biết đi đâu về đâu. Buổi chiều, khi bà chủ về đến nhà, thì mùi đã đi khỏi rồi. Bà lên lầu, kiểm lại tiền bạc, bà thấy mất 50 ngàn đồng. Bà hô hoán lên là bị mất cắp. Nhìn vẻ mặt sượng sùng của cậu Tấn, bà biết ngay con bà là thủ phạm. Nhưng bà không nói gì cả. Sự việc xảy ra đúng như ý bà dép đặt. Cùng với sự ra đi của mùi, ai cũng cho rằng mùi đã ăn cắp rồi bỏ trốn. Không người nào biết được những ẩn tình bên trong chẳng ai thèm quan tâm đến số phận của đứa con gái mới 16 tuổi, bị tống ra đường với cái bụng chửa đang mang trong người hòn máu rơi, huyết thống của gia đình họ. 40 năm sau, có một Việt Kiều về thăm quê hương, đi tìm người thân. Đó là một ông già tuổi gần 70, trông có vẻ hòm hem ốm yếu. Ông lặn lội đến tận rạch xá, một vùng quê hẻo lánh ven biển để hỏi thăm một người đàn bà tên Mùi, xong không ai biết cả. Sau cùng ông gặp một bà già có vẻ hiểu chuyện và hỏi ông Có phải ông tìm cô mùi chữa hoang năm xưa? Phải, phải, đúng đấy Mặt ông Tấn sáng lên mừng sỡ Phải, người đó chính là ông Tấn Bây giờ ông là một lão già cô đơn Vợ mới chết, con cái đã có gia đình và ở xa Lúc này ông mới nhớ đến giọt máu rơi và về quê để tìm Ông nói không cần giấu giếm nữa 40 năm trước, cô ấy có mang đứa con của tôi Bây giờ cô ấy và gia đình đang ở đâu? Gia đình bà ta ly tán mỗi người một nơi Còn bà Mùi thì đã qua đời rồi Mới chết cách đây vài năm Trời ơi Thế còn đứa bé Nó là trai hay gái Còn gái Còn sống hay đã chết Còn sống Cô ta đã 40 tuổi Không có chồng Và cũng có một đứa con rơi Ông Tấn lại kêu trời một lần nữa Khốn nạn chưa Mẹ con nó bây giờ đang ở đâu Ông đến vùng rạch xưa Hỏi thăm hai mẹ con bà bội và cô Thanh Người ta sẽ chỉ cho Thôi được rồi Cảm ơn cụ Phải vất vả lắm Ông mới tìm được đến nơi Nhưng khi hỏi thăm hai mẹ con thì ai cũng biết Chàng thanh niên chỉ đường nhau mắt nhìn ông với nụ cười chế giễu Đi xả xôi hả Ông muốn người nào Bà mẹ hay cô con Cậu nói như vậy là nghĩa thế nào Ông Tấn hỏi mà tim đập thùm thụp À tôi quên ông không phải là người ở đây nên chưa rõ tôi hỏi ông muốn đi khách với ai bà mẹ hay cô con bà mẹ thì rẻ thôi nhưng trông còn được lắm cô con thì khỏi chê vừa trẻ vừa đẹp chỉ phải tội cao giá hơn nhiều cỡ ông trả nổi không ủa quê nữa ông là việt kiều thiếu gì tiền ông tấn như muốn sụm xuống cả con gái lẫn cháu ngoại của ông đều sa đọa đến mức này ư một niềm hối hận lẫn nhục nhã làm nước mắt ông chỉ trực trào ra nhưng ông cố nén lại được không cần cải chính làm chi cho mất thì sờ ông bảo với người dắt mối thôi được rồi cậu đưa tôi đến gặp cô bội đi chàng thanh niên cười một cách đều cáng dại quá gái non không muốn hưởng lại muốn gái già việt kiều mà hà tiện dữ nhưng tiếc quá cô bội hôm nay không có nhà đợi đến mai được không hôm nay chỉ có cô thanh ông muốn thì tôi kêu cũng được đưa tôi đến gặp cô ấy. Đưa tiền cò đây, ai làm không công cho ông? Ông bóc ví, rút ra tờ 10 đô rúi vào tay thẳng ma cô. Hắn chộp ngay lấy, nhai răng ra cười. Đi theo tôi. Hắn đưa ông vào một ngõ hẻm tăm tối, đến trước một căn nhà gỗ lụp sụp. Hắn gõ vào cánh cửa ba tiếng. Thay ơi, có khách. Cửa không khóa, vô đi. Tiếng một đứa con gái từ bên trong vọng ra. Xa. Thằng bà cô nhìn ông nháy mắt cười rất đều. Vui nhé. Nói xong hắn co giỏ chạy biến. Ông đẩy cửa bước vào. Thoạt đầu ông hơi khựng lại vì mùi ẩm mốc từ bên trong bay xa. Đứng một lúc quen dần, ông mới bắt đầu quan sát. Nhà chỉ có hai phòng, ngăn bằng một cái màn cửa bằng vài giày vẽ hoa. Phòng ngoài tương đối sáng sủa, không có bàn ghế, chỉ có một cái giường đôi, chảy nệm màu trắng trông nhào nhè, màu trắng đã cũ, lâu ngày ngả thành màu cháo lòng. Trên tường treo một quyển lịch và một bức ảnh hai mẹ con một người đàn bà. Ông lại gần để nhìn cho rõ và chợt rụng rời khi nhìn thấy nơi cổ người đàn bà có đeo một sợi dây chuyền vàng có mặt hình chữ T. Đó là kỳ vật của ông tặng mùi năm xưa. Tim ông nhói lên, không sai vào đâu nữa rồi. Hai người này chính là con gái và cháu ngoại của ông. Người đàn bà có khuôn mặt hao hao giống mùi, còn cái miệng hơi rộng và cái mũi cao thì giống y hệt ông Vừa lúc đó Một đứa con gái từ bên trong vén màn bước ra Nó đi thẳng lại phía ông hất hàm Ngồi đi Cháu tên thanh phải không Phải Thằng mà cô đã nói với ông rồi à Ừ Ông nhìn chăm chú Đứa con gái đang đứng trước mặt ông chỉ độ 16-17 tuổi Phải nói là nó rất đẹp Nhất là đôi mắt giống hệt mắt mùi khi xưa Mặt nó non trẻ Nhưng lối ăn nói thật là mất dậy Việt Kiều hả? Nam bò đưa trước đi. Tôi muốn cầm tiền trước cho chắc ăn. Để phòng mấy thằng đều hay ăn quỵt. Những lời nói sống sượng của nó làm ông đỏ mặt. Ông còn đang lúng túng thì nó cười nhạt. Tiếc tiền chắc. Đã tiếc sao còn đi chơi? Nhưng đã vô đây rồi. Thì ông có mần hay không mần cũng phải trả tiền. Không thì thằng ma cô sẽ giết tôi chết. Nó tưởng ông ăn chặn tiền hoa hồng của nó. Hay là ông chết đát? Đừng lo. Tôi cam đoan ông sẽ không tiếc tiền đâu. Tớ có cách làm cho ông sướng mà. Nói xong, nó lột phăng cái áo đang mặc, với trần bộ ngực nõn nà. Nhìn xem, có đáng đồng tiền bắt gạo không? Ông hốt hoảng vội nhắm tịt hai mắt, say mặt đi chỗ khác. Cháu mặc áo vô đi, ông tới đây không phải để làm chuyện đó. Vậy chứ để làm chuyện gì? Nói nhanh lên cả mắt thi do của tôi. Ông chỉ muốn tìm hiểu đời sống của hai mẹ con cháu. Đứa con gái bật lên cười một chàng dài. Ha <laughs> ha, ở đời sao có kẻ ngốc thế Bỏ tiền ra chỉ để nghe những lời nói dối Nhưng tôi sẽ không nói dối ông đâu Tôi cũng không thèm tô vẽ Đánh bóng cho cái gia thế không đẹp đẽ của mình Tôi nói thật Gia đình tôi thuộc loại hạ lưu trong xã hội Tôi là một đứa con hoang Tôi không có cha Mẹ tôi là một con điếm Và cũng không có cha Ông biết tên của mẹ tôi có nghĩa là gì không? Bội, nghĩa là hòn máu rơi của một tên phản bội. Còn vì sao mẹ tôi đặt tên tôi là Thanh thì tôi không biết. Nhưng tôi chẳng Thanh cao tí nào. Ông thấy đấy, tôi chỉ là một con điếm, một con điếm chuyên nghiệp. Tôi hành nghề bán thân nuôi miệng mới được hơn một năm. Nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm vì tôi được mẹ tôi chuyển cho tôi đủ mọi món nghề để quyến rũ bọn đàn ông hiếu sắc và cả cách bòn rút tiền bạc của họ. Ba đời làm điếm, mẹ chuyển con nối. Ông nghe vậy đã đủ chưa? Ông nhàn mặt, vội vã xua tay. Đủ rồi, đủ rồi, cháu đừng nói thêm nữa. Bây giờ ông muốn biết mẹ cháu đang ở đâu. Đi vũng tàu mai mới về, khách bao. Ông thở dài. Hai mẹ con có tung thiêu lắm không? Nó cười khẩy. Hỏi vỡ vẩn, có ai không túng mà lại làm nghề này? Nhưng túng hay không túng thì ăn thua mẹ gì tới ông? Ông có nuôi mẹ con tôi đâu? Cha cháu đâu rồi? Đừng nhắc đến cái tên lưu manh đó nữa. Nó làm cho mẹ tôi trướng bụng lên rồi bỏ trốn mất Tam. Ai biết nó ở đâu? Đang nói, nó chợt ngưng lại, nhìn ông bằng cặp mắt ngờ vực. Mà sao ông hỏi về mẹ tôi nhiều thế? Có phải ông là nhân tình cũ của mẹ tôi? Hay ông chính là cha của tôi? Không phải đâu cháu ạ. À. Ông chưa thấy mặt mẹ cháu bao giờ. Ông ở ngoại quốc mới về. Còn cha cháu là người ở đây phải không? Ờ à nhỉ, tôi quên. May cho ông, nếu ông là thằng cha đó, tôi đã nhổ vào mặt ông rồi. Ông Tấn thấy lòng quặn đau Nó oán cha nó ra sao Thì mẹ nó cũng oán ông như vậy Tự dưng ông sợ hãi và không còn ý định Muốn gặp lại con gái nữa Ông sợ cơn thịnh nộ của nó khi nhắc lại chuyện xưa Ông đã làm bậy rồi bỏ rơi mẹ nó Để cháu gái vẫn tiếp tục Nếu ông không phải là cha tôi Thì ông lấy tôi đi Rồi đem tôi qua Mỹ Tôi chán cứ phải sống như thế này mãi Ông sợ hãi Những lời nói loạn luân của con bé Không khác nào những mũi kim đâm thẳng vào ngực Làm tim ông dướng máu Ông ôm ngực rên rỉ. Ồ không cháu ơi, đừng nói với ông những lời như thế nữa. Ông đây đáng tuổi ông của cháu. Có hề gì, thiếu gì Việt Kiều còn già hơn ông nữa mà vẫn lấy gái 20. Ông có đuôi củi trăng nữa, tôi cũng không chê. Bởi vì tôi đâu có tính sẽ ăn đời ở kiếp với ông. Tôi chỉ muốn tiền của ông thôi. Nhưng tôi không phải là một kẻ lương gạt để bù lại cho ông. Tôi cảm đoàn sẽ làm tình nhân của ông cho tới khi ông chết. Tôi mới kiếm thằng khác. Đồng ý. Tới đây thì ông chịu hết nổi Ông muốn kết thúc câu chuyện và ra khỏi đây lập tức Ra khỏi đây để mà nghiền ngẫm hậu quả Của những việc làm tội lỗi ông đã gây ra trong quá khứ Rõ ràng là không thể tha thứ Và ông sẽ ân hận suốt đời Ông lão đạo đứng dậy Mở sạc tay lấy hết số tiền đem theo Lấy giấy báo gói thành một sấp đưa cho cháu gái Đây là tất cả số tiền ông dành dụm được Cháu cầm lấy đưa cho mẹ cháu Ông cho hai mẹ con Dự lấy mà chi dùng mặt đứa con gái sáng lên mừng sỡ bao nhiêu vậy hai chục ngàn đô cháu giấu kỹ kẻo thằng ma cô nó lột mất ông khỏi dặn tôi cũng biết mà nhưng sao ông cho nhiều thế ông thường hoàn cảnh của hai mẹ con cháu nên ông muốn giúp đỡ hãy dùng số tiền này để làm vốn buôn bán cháu phải hứa với ông sẽ làm lại cuộc đời và không bao giờ quay về nghề cũ nữa cháu hứa đi tôi không hứa gì cả đứa con gái bướng bỉnh số tiền này đâu có đủ để xóa đi cái dị vãng nhơ nhớp đúng là luận điệu của bọn nhà giàu hậm của cứ tưởng có tiền mua tiên cũng được cứ tưởng hễ bỏ tiền ra là có thể giải quyết mọi việc theo như ý muốn ta là hồ đô làm lại cuộc đời trở thành những người lương thiện không dễ như ông tưởng đâu cũng giống như một cái cây bị sâu ăn tử gốc không thể nào làm cho nó xanh tươi trở lại mặc dù được tới bón đầy đủ làm sao có thể biến đổi một đứa con gái vô giáo dục một con điếm thúi như tôi trở thành một thiếu nữ ngoan hiền. Họa là có phép tiên. Tôi cũng như mẹ tôi, chỉ là những cây củi mục, một thứ cạn bã của xã hội. Hoàn cảnh nghèo khó, không cha, không người dạy dỗ, bị hát thủi, bị bỏ rơi. Đã xô chúng tôi vào con đường cùng, phải bán thân nuôi miệng. Chẳng ai muốn chọn nghề này, tôi đâu có muốn làm điếm. Lại nữa tôi đâu có muốn ra đời. Trách nhiệm đó là của tên đàn ông lưu manh đã tạo ra tôi rồi bỏ rơi cả cái thằng khốn nạn Cha ruột của mẹ tôi cũng vậy Ông Tấn tối tăm mặt mũi Cảm thấy choáng váng như người sắp ngất xỉu Ông có cảm tưởng như đang dự một viên tòa Mà ông chính là bị cáo Mỗi câu nói vô tình của đứa cháu gái Như một lời kết tội của quan tòa Và ông biết bản án mà ông phải chịu Sẽ là một bản án trung thân Ông ôm đầu lào đảo bước ra cửa Vang vẳng tiếng cười giòn giã của đứa cháu ngoại Ở buồng trong đuổi theo như trêu gẹo. Hôm nay hên gặp khứa sộp. Cái lão giả điên này chắc là đã có vấn đề rồi. Ông bịt tai, vùng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà như người đang chạy trốn. Tới bãi biển, ông mới dừng lại để thở, lòng nặng chịu ưu tư. Ông ngước mắt nhìn lên bầu trời vần vũ những mây, gió lồng lộng ngoài khơi, sóng từng đợt xô vào bờ, tung bọt trắng xóa. Bãi biển vắng bóng người, trời đã về chiều rồi, một buổi chiều rất buồn.